Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Buổi chiều ngày hôm nay vừa có một cái thông tin cũng khá là nóng liên quan đến câu chuyện của cô Việt Hương. Thưa quý vị, đặc biệt cái nguồn thông tin này lại liên quan đến câu chuyện của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Thưa quý vị, khi mà cô Việt Hương vừa mới thông báo một cái thông tin cũng khá là căng thẳng, cô sẽ mời cơ quan chức năng an ninh mạng vào cuộc nếu như một số những cái đối tượng vẫn tiếp tục đưa ra những cái thông tin không chính xác về cái câu chuyện của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Thưa quý vị, đặc biệt đối với cái tin này thì Thanh Quyền nghĩ rằng đó, hiện tại đó rất là nhiều quý vị khán giả cũng đang bị gọi là dẫn dắt bởi một số những cái thành phần, những cái gọi là trang mạng xã hội, có thể nói là đưa những cái nguồn thông tin không chính xác liên quan đến câu chuyện của cố nghệ sĩ Phi Nhung nha các chú anh chị. Đặc biệt thì Việt Hương đã viết như thế này: thưa cả nhà một việc, 3 ngày nay nhận được câu hỏi nhiều tới gọi là hoang mang luôn. Hương đang ở miền Trung khu chợ làm event nên là rất nhiều câu hỏi tới tận nơi và hỏi, và trên tin nhắn của Hương và các phương tiện với những câu hỏi như sau: Phi Nhung còn sống hả Hương? Hương xin trả lời: Phi Nhung đã mất sắp dỗ 2 năm rồi. Vì sao lại có những lời đồn thổi này? Lý do là có các bạn làm tin giả, câu lượt view, vu khống, bịa đặt những câu chuyện phi lý nhằm mục đích gì? Hương yêu cầu không được đem tên Việt Hương ra, và đặc biệt là tên người đã khuất ra, để kiếm tiền hay làm gì với bất cứ cái mục đích gì. Hương cảnh cáo một lần nếu không tháo bỏ sẽ xin nhờ cơ quan chức năng và công an mạng giúp đỡ để vào cuộc. Hương còn đây và các bạn có nói gì mình còn giải thích được. Còn người đã mất, nghĩa tử là nghĩa tận, mất là buông tay không còn vướng bận. Tại sao lại đem ra vụ lợi, sống cho ra một kiếp đẹp, sao lại vụ lợi trên người đã khuất? Cũng mong mọi người đọc được tin, xem tin trên mạng xã hội thì hãy tỉnh táo, đừng tin vào những điều phi lý, đừng quá tin vào những bài đăng không có kiểm chứng. Thời điểm bây giờ việc cắt ghép hình ảnh video dựng chuyện rất dễ, đừng vội tin vào những gì thấy trên mạng. Lần duy nhất Hương nhắc tên bà bạn trên Facebook vì sự bất tiện này. Xin cả nhà yêu thương, em thì report những trang ảo, trang giả, câu lượt view không có tâm. Bên cạnh đó thì Việt Hương cũng gọi là đăng một số những cái hình ảnh, một số những cái đoạn video được ghép trên một số những cái trang TikTok nè, rồi cho đến là Facebook liên quan đến cái câu chuyện mà cho rằng là Phi Nhung còn sống nha các chú chị. Cái điều này thì Thanh Quyền cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, là những cái thông tin liên quan đến câu chuyện của cố nghệ sĩ Phi Nhung còn sống là hoàn toàn những cái nguồn thông tin sai sự thật, thậm chí là bịa đặt ra những cái thông tin không chính xác liên quan đến cái một người đã khuất. Thật ra cái câu chuyện mà của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã qua đời cũng đã từ rất là lâu rồi. Và cái điều này không chỉ Việt Hương ngày hôm nay bị, mà Thanh Quyền thấy rằng còn rất nhiều cá nhân cũng bị. Bản thân em cũng có rất nhiều khán giả gọi điện hỏi thăm, nói tại sao gọi là câu chuyện của Phi Nhung giờ còn rất là nhiều người nói rằng là Phi Nhung còn sống, em xem thử xem là có thật không em. Thanh Quyền không hiểu rằng tại vì sao lại có những người hay là những quý vị khán giả đó là tin vào cái điều này. Thưa cô chú anh chị, hoàn toàn cái câu chuyện mà Phi Nhung còn sống đó là hoàn toàn sai sự thật, đó là những cái thông tin bịa đặt. Cho nên là một lần nữa mong rằng thứ nhất là quý vị khán giả, cô chú anh chị, cộng đồng mạng đó, khi mà chúng ta xem thông tin, thấy những cái thông tin gọi là liên quan đến cái sự việc mà cố nghệ sĩ Phi Nhung còn sống đó, thì chúng ta nên report, báo cáo luôn cái trang đó, Facebook hay là cho đến gọi là TikTok. Đó là những cái thông tin gọi là hoàn toàn không chính xác nha cô chú chị. Mặc dù trước đó đó Việt Hương hay là cố nghệ sĩ Phi Nhung cũng đã có những cái khúc mắc liên quan đến câu chuyện mà của CEO Nguyễn Phương Hằng, nhưng chúng ta chuyện nào ra chuyện đó, mà cố nghệ sĩ Phi Nhung thì cũng đã qua đời rồi. Như cái câu của cô Việt Hương, cô ấy nói là nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên là chúng ta cần nhìn nhận rõ. Và sự việc mà liên quan đến câu chuyện của em Hồ Văn Cường đó, thì chúng ta có thể thấy rằng hiện tại là em ấy cũng đang sống rất là tốt, sống rất là tốt, và thậm chí là được gọi là ca sĩ Ngọc Sơn gọi là nâng đỡ và em ấy hàng ngày đó đi hát những cái show diễn, mà chúng ta thấy là liên tục một số các cơ quan báo chí, báo đài đăng tải rất nhiều những cái điều tốt đẹp liên quan đến Hồ Văn Cường, cuộc sống khá tuyệt vời. Khi rời
khỏi nhà của cố nghệ sĩ Phi Nhung, thì đó em ấy cũng gọi là đang trên một cái con đường sang một cái trang mới rõ ràng và tươi đẹp hơn. Đó là điều chúng ta có thể thấy rằng cái sự gọi là tuyệt vời cho đến giờ phút này liên quan đến câu chuyện của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Thanh Nguyên nghĩ rằng là đối với những cái thông tin thật sự là cố nghệ sĩ Phi Nhung gọi là còn sống thì đây là một cái thông tin hoàn toàn không chính xác, mà chắc hẳn rằng cô chú anh chị chúng ta cũng gọi là không cần quan tâm đến những cái thông tin liên quan đến cái câu chuyện này nữa, thưa quý vị. Cho nên chúng ta gọi là nếu như thật sự mà thấy những nguồn thông tin xấu độc này thì hãy cùng chung tay để mà góp phần làm sạch đẹp các trang mạng xã hội với những cái nội dung mà xấu độc, nó hoàn toàn không chính xác. Thưa quý vị, khá là căng khi mà chị Việt Hương cũng đã gọi là lên tiếng rồi. Nếu như ai còn tiếp tục thì cũng sẽ nhờ cơ quan chức năng cũng như là về phía an ninh mạng sẽ vào cuộc. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì có một cái thông tin bên lề cũng khá là thú vị liên quan đến câu chuyện của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, vừa mới trở lại xuất hiện trên những gọi là các vở diễn liên quan đến gọi là hài kịch. Thưa quý vị, cụ thể thì tái hợp trong show Đêm Của Cười Ba do nghệ sĩ Cát Phượng làm đạo diễn, thì Hoài Linh cùng Mạc Văn Khoa mang đến cái tiểu phẩm hài về cái câu chuyện gọi là ăn hối lộ. Cái câu chuyện này cũng khá là thú vị thưa quý vị. Gọi là có 500 khán giả, số lượng ghê gớm nha, 500 khán giả đã có mặt tại sân khấu ở thành phố Hồ Chí Minh để xem các nghệ sĩ biểu diễn Đêm Của Cười Ba, gồm 4 tiết mục. Thứ nhất là Hãy Sống Chân Thật, Rác Bẩn, Ba Hiểu Lòng Con, Kỳ Cục Lực, và các phần biểu diễn của các ca nhạc sĩ Cẩm Ly, Quốc Đại, rồi Hoài Sơn, Ni Ra Trâm và Đạt Long Vinh. Chúng ta vừa nghe qua những cái tên thì nghe cũng đã khá thú vị rồi. Tiểu phẩm như là Hãy Sống Chân Thật, rồi Rác Bẩn, Ba Hiểu Lòng Con, Kỳ Cục Lực. Thành vì thấy thú vị nhất là cái hai cái tiểu phẩm đầu, Hãy Sống Chân Thật và Rác Bẩn. Khá là thú vị với hai cái tiểu phẩm này, với cái lượng khách cũng khá là kinh khủng nha, 500 khán giả. Các tác phẩm hài kịch được xây dựng kịch bản gần gũi với những tình tiết lấy từ cuộc sống đời thường. Thời lượng của mỗi tiểu phẩm là dao động từ 30 đến 45 phút, đủ để tạo được tiếng cười qua các tình huống được cài cấm. Thì chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại thì cái sự xuất hiện trở lại của các nhân vật mà dính vào những ồn ào drama của CEO Nguyễn Phương Hằng đang cũng khá là mạnh mẽ. Trước đó thì là Hoài Linh nè. Bên cạnh Hoài Linh thì chúng ta có thể thấy là ngày hôm qua thì cô ca sĩ Đồng Xanh cũng đã gọi là có cái động thái là muốn quay trở lại. Thậm chí là cô ấy nói rằng sắp tới đây cô sẽ cho ra mắt cái MV mới do chính cô sáng tác cùng với gọi là đi du lịch cùng với chồng với con của mình. Cũng đăng một số hình ảnh lên, được rất nhiều những cái cơ quan báo chí gọi là đăng tải, chia sẻ cái nguồn thông tin vô cùng rầm rộ. Chúng ta có thể thấy là mặc dù đó đã vắng bóng khá là lâu và cái sự cống hiến cho vấn đề nghệ thuật cũng khá là ít, cô chú anh chị, nhưng mà mỗi lần gọi là có câu chuyện liên quan đến cái cô này hay là anh Hoài Linh thì chúng ta có thể thấy là rất rầm rộ, báo chí đăng tải liên tục, hết trang này cho đến trang khác, cho đến là những cái tờ báo lớn không à. Anh Đàm cũng vậy, anh Đàm mỗi lần mà anh ấy có cái câu chuyện gì, ví dụ như là vừa qua đó thì anh ấy đã viết sẵn vi chúc cho ba đứa con thì cũng được gọi là báo chí đăng gầm gộ ghê gớm rồi. Ví dụ như cái câu chuyện của anh Thành, câu chuyện con mèo thì cũng đã khá là lâu rồi. Chúng ta có thể thấy là các nhân vật nghệ sĩ trong giới showbiz Việt đó, mỗi lần những cái câu chuyện nhỏ nhặt thôi thì cũng được báo chí gọi là ca tụng rồi đăng tải vô cùng rầm rộ, những cái điều mà chúng ta vốn dĩ nghĩ rằng nó khá là bình thường. Nếu như đối với một người bình thường thì có lẽ là không được như vậy. Nhưng mà đối với một người nghệ sĩ thì họ sẽ được như vậy. Cái điều đó là chúng ta có thể hiểu rằng là người nghệ sĩ là người được công chúng quan tâm, công chúng yêu mến, công chúng gọi là theo dõi. Cho nên là họ nói rằng là tại sao lại đối xử với những người nghệ sĩ một cách khắt khe, bởi vì họ là những người mà có thể nói là tạo ra một cái niềm cảm hứng nào đó và gọi là được dư luận quan tâm rất lớn, đặc biệt là những giới trẻ, những người hâm mộ, những người theo dõi họ. Tại sao lại cần phải gọi là phải đối xử như chúng tôi như người bình thường? Hoàn toàn nếu như đã là một người nghệ sĩ thì phải chịu được những cái áp lực, và đặc biệt đó chính là cái sự gọi là khắt khe
của gọi là cộng đồng mạng, của khán giả, của người hâm mộ. Người ta đã yêu thương anh như vậy thì người ta có cái gọi là cái yêu cầu anh phải gọi là một người chuẩn mực, đạo đức và có một cái cách sống gọi là văn minh, không có cái câu chuyện gọi là vi phạm pháp luật hay là vi phạm thuần phong mỹ tục. Đó là một điều mà Thanh Nguyên thấy rằng là hoàn toàn đúng đắn. Hơn nữa lại là một người nổi tiếng cực kỳ lớn, đặc biệt đối với anh Hoài Linh á, thì anh gọi là nghệ sĩ ưu tú rồi nha cô chú anh chị. Nên là những cái yêu cầu Thanh Nguyên thấy rằng là hoàn toàn hợp lý đối với những cái người gọi là nổi tiếng đến thời điểm hiện tại đó. Thì chúng ta có thể thấy là một số những cái bộ quy tắc ứng xử cũng được ra đời. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng đâu đó nó còn những cái vấn đề bất cập, nó cũng chưa có sự thuyết phục đối với các nhân vật ca nghệ sĩ khi mà họ gọi là vẫn xuất hiện với một cái hình dáng mà chưa thỏa đáng lắm đối với công chúng. Thưa cô chú anh chị, thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi xem cái sự trở lại lần này của các nhân vật như là anh Hoài Linh rồi cho đến chị gọi là Đồng Xanh sẽ như thế nào, có lợi hại hơn xưa hay là không. Một lần nữa Thanh Nguyên xin phép khẳng định lại với cô chú anh chị quý vị khán giả một lần nữa, bởi vì hồi em trước đó em cũng nhận được một số những cuộc gọi rồi, nhiều khán giả giờ phút này vẫn tin là Phi Nhung còn sống cô chú anh chị. Đó là một trong những cái điều rất hoang đường, thật sự là rất hoang đường. Nên là Thanh Nguyên khẳng định một lần nữa Phi Nhung đã qua đời. Và như là Việt Hương cũng đã nói, sắp đến đám giỗ là năm thứ hai rồi nha cô chú anh chị, cho nên là những cái thông tin đó là hoàn toàn không chính xác. Quý vị chúng ta nên tránh chia sẻ hay là comment hay là làm cái động thái mà như là chia sẻ một số những nội dung không chính xác đó cô chú anh chị, để có thể nói là tiếp tay cho một số những cái thành phần xấu độc, thậm chí là nguy cơ là sẽ gọi là vi phạm pháp luật nha cô chú anh chị. Đó là một số những cái nội dung mà ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn chia sẻ cũng như là khuyến cáo gửi đến cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những thông tin, những cái video mới tiếp theo. Xin chào. Thì ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái sản phẩm mà hiện tại em đang bán trên nền tảng YouTube này. Đó, cái này là tôm khô được lấy từ quê hương Bạc Liêu. Cái này là tôm khô loại 1 nha cô chú anh chị. Một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký là 750.000, một ký là 1.500.000, miễn phí ship toàn đất nước Việt Nam nha. Còn cô chú anh chị nào ở nước ngoài thì vui lòng chịu phí ship dùm em nha cô chú anh chị. Đây là tôm khô loại 1, chất lượng rất là thơm ngon, được lấy từ vùng quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tiếp theo đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau. Một chai em đang cầm là 1 lít là 1.500.000, nửa lít thì 750.000. Quý vị khán giả của chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình. Hai sản phẩm này thì em đều có thể giao qua nước ngoài được, bất cứ nước nào nha. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất nhiều, mong rằng cô chú ủng hộ cho những cái sản phẩm em đang bán. Xin cảm ơn.